Con có thích dưa leo hay không? Yeah. George là con đĩ khó tính Cậu ấy không thích ăn dưa leo Cậu ấy cũng không thích rau diếp Và cậu ấy cũng không thích cà chua Vậy mày thích cái gì Thằng lồn vô ơn này à, là... Cái đấy có phải loại rau đéo đâu